Hello. xin chào anh em chào mừng anh em đến với phương nam Mobile nhé thì hôm nay về ít sản phẩm này muốn giới thiệu cho anh em anh em nào mua hàng hãy theo dõi clip cho em nhé đó đầu tiên thì em giới thiệu quy trình làm việc bên em nhé là bên em dùng hai số điện thoại 036860 quý 2 và 0816042345 nhá. Bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nha anh em nhá. Địa chỉ cửa hàng ở thôn Nam Văn Phúc Phúc Thọ Hà, Hà Nội, Facebook Bùi Phương Nam Phan Biết Phương Nam Mobile. Đó, đó. số điện thoại 036860 quý 2 nhá. Ok chưa? và năm anh em Hoàng hàng nhắn tin vào Zalo hai số này hoặc là nhắn tin ở fanpage Phương Nam Mobile. Đó, tốt nhất anh em cứ nhắn tin hoặc theo dõi fanpage Phương Nam Mobile tại vì Zalo nhiều khi nó bị đầy bạn bè anh em ạ. Đó, em bán ship toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra và test máy. Tránh trường hợp lừa đảo thì anh em cứ kiểm tra test máy đúng email, đúng cái sản phẩm mà anh em đặt thì anh em mới nhận hàng nhá. Bên em sẽ có thông tin máy chụp cho anh em và phiếu bảo hành các thứ cho anh em nhá. Anh em nếu mà ở xa thì cọc trước cho em một chút tránh đối thủ đặt đơn ảo hoặc trẻ quan đặt cho vui nha anh em nhé. Ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng thôi. Ok chưa? Nay về cho anh em ít Samsung S20 FE nhé. Samsung S20 FE bản 2 sim cực kỳ hiếm, khẳng định với anh em cực 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 kỳ hiếm luôn. Và mức giá thì nó cũng rất rất là tốt luôn. Ở S20 FE bản 2 sim thì con này là con này là <laughs> con này bản hai sim thì nó được cái tăng cả bộ nhớ nha anh em nhé. tăng cả bộ nhớ RAM là RAM 8 GB nha anh em nhé. Đó. Đây. Con này RAM 8 GB nhá, bản 2 sim này, RAM 8 bộ 128 này. Anh em nhìn con một sim này một sim thì nó chỉ là bản 56 bộ 528 thôi anh em nhé Đấy, con một sim này thì nó là bản Hàn Quốc. Ok chưa? Rồi, một con 56, một con 58 nhé anh em nhé Đó. con <laughs> này thì ờ uh, 58 528 ghi này, và thứ hai là hai sim này, anh em nhìn này. Đó, con này hai sim này, S20 FE, 5G hai sim nhá, hai sim anh em lắp sim dùng bình thường luôn. Đó, không phải gì cả. <laughs> ok chưa? thì thông số thông số khác thì nó vẫn thế anh em nhá, thông số khác, thông số màn hình hay là pin hay là các thứ thì nó vẫn thế. Còn uh, RAM thì con này nó trở lên là RAM 8 thôi. Còn uh, đời màn hình tần số quét vẫn là 120Hz nhá. Đó. Em giới thiệu luôn cho anh em đọc lại cho anh em nhé S20 FE 5G. Con này có 5G cho em nhé con này có 5G. RAM 8 bộ 128GB chạy con chip Snapdragon 865 nhá em nhé Màn hình con này màn 6.5 inch, màn hình tần số quét là 120Hz đó màn super AMOLED nha anh em nhé màn super AMOLED nếu anh em muốn tiết kiệm pin thì anh em dùng 60 hz nha anh em nhé đó camera sau là 12 12 và 8 chấm cam trước là 32 chấm pin 4500 mp nhé pin 4500 mp pin 4500 mah nha à, em nhé đó <laughs> giá bán thì em bán cực kỳ rẻ con này em bán cho anh em là 7 triệu 350 nghìn nha anh em nhé 7 triệu 350 nghìn dành cho phiên bản là máy zin đẹp và màn không ám mố nha anh em nhé Máy riêng đẹp màn không ám mố Màn ám nhẹ thì bây giờ đang bán mức giá dành cho anh em là 6 triệu 950 Bằng cái con Bằng cái con 1 uh, sim này nhá Con 1 sim này thì màn không ám Thì đang bán mức giá cho anh em 6 triệu 950 Đó. Con 2 sim mình đắt hơn 400.000 7 triệu 350 nha anh em nhé 1 sim anh em lưu ý giúp em Thì là bán cho anh em 6 triệu 950 2 sim bán cho anh em là 7 triệu 350 nhé 7 triệu 350 có màu xanh này đó, màu đỏ này đó, anh em thấy không màu đen này hai sim có cả màu hồng nha anh em nhé hai sim có cả màu hồng này màu trắng này Đó. Rồi. tổng kết các màu bên em đây hiện tại hai sim thì hàng hai sim này em chỉ về được 20 cây thôi Ờ, hàng hai sim này em chỉ về được 20 cây bán cho anh em thôi anh em nào nhanh tay thì đặt được hàng nha anh em nhé anh em nào nhanh tay thì đặt được hàng mua hàng nha anh em nhé đó có màu trắng màu hồng này màu xanh đen này là xanh tím than đấy màu đỏ màu đỏ duy nhất một cây nha anh em nhé và màu con này là màu xanh màu xanh này thì thường anh em nhìn đấy màu xanh này rất là đẹp luôn đó cấu hình quá là ok cho anh em anh em chiến game thoải mái nha anh em nhé 865 anh em chiến game thoải mái con này được nâng cấp bản hai sim này được nâng cấp bản ram 8 nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn nha anh em nhé 7 triệu 350 nghìn Anh em con này anh em mua nhanh tay không hết hàng nha anh em nhé Không có hàng đâu Đó thực sự ra rất là hiếm Em bán rất là lâu rồi mới nhập được một cái lô này nha anh em nhé rất là hiếm à. tiếp theo giới thiệu cho anh em đó là bên này nha anh em nhé bên này thì có bao gồm là xs này xs con này là thay pin 100% trăm nha anh em nhé xs thay pin 100% tất cả các chức năng ok hết nhé máy thì màn zin men zin vỏ zin pin zin nha anh em nhé con này thay pin thì pin một trăm thay pin uh, không báo thay pin trong cài đặt nha anh em nhé thay pin không báo thay pin trong cài đặt này pin một trăm này Đấy, ok chưa giá bán em đang bán con này bây giờ giá nó lên nha anh em nhé giá nhập hàng lên nó lên nha anh em nhé màu vàng con này bản quốc tế mỹ nếu mà anh em mua cách đây khoảng tầm độ khoảng tầm độ nửa tháng trước ấy, thì giá con này nó rẻ hơn tầm độ 300 trăm nghìn 2300 000 bây giờ em bán cho anh em là 6 triệu 750 000 em nhá. 6 triệu 750 000 ok chưa? 6.750.000đ em nhé Đó. iGen zin, thay pin cho anh em nhé Face ID ok hết, tất cả các chức năng ok hết. Màn lô em đang bán mức giá là 5.550.000đ nhá. màn lô 5 triệu 550 000 Con <laughs> này là iGen max màn lô nha anh em nhé iGen max màn lô thì em đang bán mức giá là 6 triệu 650 000 Con này được viên pin 91 yên mắc màn lô này, ML này, màn lô này. Đó đã thay kính camera nha anh em nhé. Quay đã thay kính camera pin 91 đó. Giá bán dành cho anh em là 6 triệu 650 có phay đi đầy đủ hết nha anh em nhé. Cảm ứng ok có phay đi đầy đủ hết nhá. Anh em mua thì em sẽ quay video cho anh em. Đó. Quay video hoặc là em chụp ảnh cho anh em nhá. Yên Zin thì lên giá rất là cao anh em nhá. Yên Zin lên giá rất là cao. Đây. Và hàng này cũng hàng chất hơn nên giá nó cao hơn nha anh em nhé. Hàng ngày là pin 91 này. Pin cao thì giá sẽ cao hơn anh em nhé 8.750. Đó, pin 9091 nha anh em 8.750, màu đen, pin 91, màu trắng pin 90 nha anh em nhé 8.750. Leo G G8X2 sim, Leo G8X2 sim. À nhưng mà con này bị lỗi sim. <laughs> con này độ lên 2 sim rồi nhưng mà nó bị lỗi sim nó không 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 nhận sim đây nhá. Dùng wifi dùng bình thường, 2.850. Đó, 6 của 528 chạy con chip sang quyền 85 vân tay trong màn hình ok hết anh em mua về chiến game nhé ừ. S10 Bluetooth ám 4950, à, 4 triệu 950 11 Pro anh em 11 Pro ừ. em đang bán mức giá con này là 256G 11 triệu 4 nhé 256G máy zin 11 triệu 4 à. XR XR đang bán cho anh em là ám siêu nhẹ luôn 5 triệu 650 LG v s ám nhẹ 3 triệu 750 nha anh em nhé Giá gần 85 anh em chiến game Đây 11 Pro Max á 11 Pro Max máy zin bản quốc tế Mỹ này Con này là 13 triệu 500 000 nhá 13 triệu 500 000 màu vàng Win 86 à, Màu trắng 13 triệu 150 000 Màu trắng 13 triệu 150 000 nha anh em nhé à, Cầm một con 11 Pro Max đâu nhỉ Ờ à, con màu đen đó. Em để đâu á <laughs> màu đen này em để đâu <laughs> đây con uh, Igen Max đây Igen Max uh, con này là màn lô pin 86 phần trăm full chức năng nhá 6 triệu rưỡi à, màn lô có phay đi đầy đủ hết anh em nhé tất cả chức năng ok hết có phay đi hay cam cũng ok hết nó hai sim máy quốc tế Mỹ một sim thường một e -sim nhá em sim em nhé đó pin uh, con này thì được viên pin pin uh, 86 phần trăm nhé pin 86% con này màu đen pin 86% cảm ứng hay là cam cũng ok hết anh em nhé đó ok cam cũng ok hết anh em nhé à. 6 triệu rưỡi thôi 6 triệu rưỡi rẻ hơn cả xs <laughs> iPhone 7 Plus này, iPhone 7 Plus con này thì em bán là 3 triệu 850 này, giá cũ này bây giờ bán cho anh em 3 triệu sáu con này pin 88 phần trăm nó chỉ xước tí lưng này thôi còn đâu là máy zin nhá tại vì máy zin thì không 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 được đẹp lắm đó, ok chưa còn bên em cũng không thay vỏ thay vỏ thì bán nó mất zin anh em ra đó con này pin 88 phần trăm bán 3 triệu sáu năm em nhé anh em mua dùng thì em có tặng ốp nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé em nhé bản quốc tế mỹ à, bản quốc tế mỹ à, con này thì Android à, iOS của nó là 11.1.2 XS Max Zin Con này pin 80% màu vàng 8 triệu 250 Google Pixel 4 XL anh em Google Pixel 4 XL em đang bán mức giá là 4 triệu 650 Cho đến 5 triệu 150 nha em nhé Camera con này thì vô đối luôn Đó camera vô đối luôn Rất là mượt luôn cho anh em thì dùng rất là mượt luôn Đó, Tại vì sao? Tại Google tôi yêu cực kỳ tốt Đó, Google tôi yêu cực kỳ tốt anh em nhé Đó. <laughs> camera này anh em này mặc dù là anh em nhỉ thiết kế rất là đẹp đó à, thông số cam thì nó không được cái thông, thông số thông số nhà sản xuất thì nó không được ấy thôi nó không không được cao thôi nhưng mà nó tối ưu cực kỳ tốt luôn quay video có chân cam này chân dung này chế độ ban đêm này anh em ở mức giá mà 4 triệu 650 đến 5 triệu 150 thì anh em thực sự ra con này anh em phải để ý tại vì con này thứ nhất là rất là mượt sáng gần 8 năm và nó tối ưu của Google rất là tốt thứ hai nữa là con này thì được cái hai sim nha em nhé Google Pixel 4 XL được hai sim, một sim thường một e sim, 4 triệu 650 cho đến 5 triệu 150. 11 Pro 256 GB. Đó, 11 triệu 400 000 11 Pro 256 GB thay pin. Đó 11 triệu 900 000 có nghĩa là pin 100% đấy. XS anh em, XS con này đã thay kính cam nhé, XS Zin thay kính cam, con này bên em đang bán mức giá 6 triệu 150 Pin 86 Pin 86 nha anh em nhé à, 11 Pro con này là bản 64GB Thay pin à, 11 triệu nhé à, Con này pin 80 con này thì chưa thay pin nha anh em nhé Con này pin 80% 10 triệu 3 Pin à, 80% 10 triệu 3 nha anh em nhé Màu vàng Máy zin bản quốc tế Mỹ nhé XS Max màn lô thái lưng nha em nhé XS Max màn lô thái lưng 6 Pin 81% đó, Màu trắng màn lô thái lưng nhé ừ. con này là 12 Pro nha em nhé, 12 Pro 128 gb nứt kính cam. Nó nứt một tí thì kính cam. Nó đâu đâu. Em nhìn thực sự ra nhìn đi nhìn lại nó mới nhìn thấy. Đó, nó bế tí 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 nó rượn một tí 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 anh em nhé. Đó, ok chưa? Ở bên em đang bán cho anh em 16 triệu 3. Pin con này là 90 với cả 97 phần trăm có hai con nước kính cao 90 và 97 phần 16 triệu 3 Xiaomi Mi 11 like Xiaomi Mi 11 like này 4 triệu 7 anh em đó con này hai sim nha em nhé con này hai sim có sạc nhanh thiết kế thì rất là đẹp ở Xiaomi Mi 11 like thiết kế thì rất là đẹp nha anh em nhé hai sim đó ok thiết kế rất là nhỏ gọn và nói chung là màu sắc hay là tất cả Đây, anh em nhìn viền rất là mỏng luôn rất là ngon luôn anh em ạ con này em đang bán là 4 ,7 triệu 7 anh em nhé Con này đang bán là 4 ,7 triệu 7 à. Pin yếu à, Đang hết pin à. Con này thì nó có ốp lưng quay chọc sim anh em Ốp lưng quay chọc sim Giá bán 4 ,7 triệu 7 Bản 56128 128 Còn bản 5, 5 triệu là bản RAM 8 128 nha anh em nhé 5 triệu là bản RAM 128 Có màu xanh này anh em à, Xanh cũng rất là đẹp nha anh em nhé à, Rất là đẹp luôn Xiaomi, mi Mimi 11 like nha anh em nhé Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con này là Samsung S10 nha anh em nhé Samsung S10 máy Nhật. Đó, em 10 máy Nhật em về được ít, em bán cũng gần hết rồi. Đó. Cấu hình con này thì là bản Nhật, bản Nhật sẽ chạy con chip Snapdragon 855 nha nhé em nhá. với phiên bản con này là RAM 8 bộ nhớ GB, màn cong. Ok chưa? Bạn Nhật Đó, đang bán là hàng zin màn đẹp không ám mố đóeo đang bán mức giá con này là 4 triệu 999 em nhé 4 triệu 990 4 triệu 990.000 đây s 20 FE 1 sim cho em nhé s 20 FE 1 sim bản hàng 6,865 mà 20s đây 6 triệu 950 S20 bluetoth nhé, nhé S20 blue em đang bán mức giá con này là 7 triệu 950 em nhé 7 triệu 950 Em ơi Bluetooth 5G nha anh em nhé Đó, con này thì là RAM 12 bộ nhớ 256GB. RAM 12 bộ nhớ 256GB nha anh em nhé chạy con chip Snapdragon 865. Đó. 7.950. Ok chưa? Samsung Note 20 nhé Note 20 5G. Note 20 5G rồi đây. Bán giá cho anh em là 8.450 là hàng zin, màn đẹp không vào nha anh em nhé hàng zin màn đẹp không vào mổ, 8.450.000đ nhá. Con này chạy con chip Snapdragon 865 blitz nha anh em nhé tạp salon blur và thứ hai là thiết kế này em nhìn vuông vắn này dành cho những anh em thích nhá và nó có bút anh em nhá bút bụng ok hết nhá máy không lỗi lầm anh em nhá đó, tất cả mọi chức năng ok hết anh em nhá Đấy ok tất cả mọi chức năng ok hết bút bụng ok hết anh em nhá vân tay trong màn hình nhá cam con này cũng rất là đẹp luôn anh em à, cam này rất là đẹp luôn 8 triệu 450 à, Góc rộng này X3 này X30 này anh em à, X10 này à, X4 này X2 này à. Ok cho anh em Cam trước à Đấy anh em nhìn thấy em không à, Cam trước à Ok <laughs> Bàn giá cho anh em con này là 8 triệu 450 Màn đẹp hòa mối nha em nhé Hàng nguyên zin nha em nhé à sáp gần 865 Plus máy rất là ngon luôn 865 Plus thì anh em chiến game hoặc là anh em dùng rất là mượt <laughs> hàng zin nha anh em nhá có cả màu đen này màu đồng này à, màu đen màu đồng này màu hồng này màu xanh này à, ok tiếp theo giới thiệu cho anh em là Xiaomi nhá Xiaomi thì có một vài cây Xiaomi có Redmi 5 Plus đó, 1 triệu 580 bản 332 Còn bản 464 là 1 triệu 780 em nhé Xiaomi Redmi Note 5 thì em đang bán mức giá là 1 triệu 980 Xiaomi Redmi Note 5 là 1 triệu 980 Ok chưa? À đây Cây okay, 11 Pro Max đây Đấy, 11 Pro Max thì em đang bán là con này là màu đen này 13 triệu 300 11 Pro Max màu đen 13 triệu 300 nhé Hàng Zin bản quốc tế Mỹ nha em nhé 12 Pro nha anh em nhé 12 Pro thì những con mà không bị nứt kính cam ấy, nứt kính cam thì pin trên 90 em đang bán là 16 ,3 triệu 3. Còn những con mà không bị nứt kính cam ấy, em đang bán là từ 16 ,8 triệu 8 trở lên nha em nhé 16 ,8 triệu 8 trở lên. Pin 9 93 94 95 96 97, thậm chí nha, có những con pin 100% nha em nhé 16 triệu 800 000 16 triệu 800 000 nha em nhé 12 Pro bản 128 GB quốc tế Mỹ nha em nhé Đó, 12 Pro bản 128 GB quốc tế Mỹ. Có những con pin 100 nhưng có những con thì pin 90, 91, 92, 93, 94 đó, nói chung là có nhiều loại pin anh em nhé đây có những con này pin 100 và em đảm bảo với anh em luôn là pin này là pin zin nhé anh em nhé không phải pin thay nhé pin zin hỏi pin thay nhé anh em nhé Đó. tại vì lô này em nhập hàng chất thì em biết là hàng nó như thế nào nhé anh em nhé pin đây là pin zin bản quốc tế mỹ nhé à, anh em nhé bộ nhớ 128 trăm hai con này pin 96% sáu phần anh em nhé pin 96% sáu phần ok chưa 12 Pro hàng zin em nhé 12 Pro hàng zin em nhìn phát thậm chí anh em biết luôn là hàng zin chứ không phải là phải quảng cáo Đây, à, cuối cùng giới thiệu cho anh em là bộ sạc Xiaomi sạc siêu nhanh 33W Đó, cắm sạc cực kỳ phê cực kỳ nhanh luôn anh em nhé anh em sạc được tất cả các tất cả các dòng máy kể cả Samsung, Oppo hay là LG hay là Vivo các thứ sạc được hết, kể cả Xiaomi sạc được hết nhá. Tại vì nó là sạc zin. Đó, cùng chân anh em sạc được hết và sạc zin thì anh em hoàn toàn yên tâm. Hôm này hỗ trợ sạc nhanh lên đến 33W, anh em cảm sạc cực kỳ phê luôn. Đó, nhất là những con dòng máy đầy cao nó hỗ trợ sạc nhanh đời sạc nhanh tối đa ấy. Đó, ok chưa? Vẫn bảo hành 3 tháng nữa 1 đời 1 cho anh em nhé Sạc này thì em đang bán là 350.000 Bảo hành 3 tháng nữa 1 đời 1 Ok xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em Anh em mua hàng thì cứ nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile nhé Hoặc là nhắn tin vào Zalo từ hai và bốn năm nhé Xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em